Chào tất cả các bố đầu. Xin chào tất cả các xác nha. Ngày hôm nay mình và xác Phương ngày hôm nay mình và xác Phương đang đi sang nhà xác Hưng. Mình và xác Phương đang đi sang nhà Phát Hưng. Phát Hưng chào đến lũ. Mình xác Ba và xác Phương đang đi sang nhà xác Hưng để gặp cả xác Hiền nữa. Đấy. Các bạn ạ, có nghĩa là ngày hôm nay thì anh em mình đang ở nhà đang rất là rảnh các bạn ạ. Thì mình đang cầm cái dàn ấy. Anh Cường anh đã có nhờ mình là cầm cái dàn hòa chuông. Cầm cái dàn hòa chuông này âm sang chuông. Nhà anh Hưng để hả? Âm chuông. Thì đang gọi là hòa chuông. Cái gì giờ cũng có thể ra hòa sang nhà anh Hưng để nhờ thầy Hưng lấy lại âm đấy. Và ngày hôm nay thì mình cũng cầm cái dàn bò này sang cho anh Hưng để mình tả Tết các bạn ạ. Tiện mình sang mình xem cái dàn bò của mình đến đâu rồi đấy, Tết nhất là đến đâu rồi. Mình đang spa lại cái dàn bò ấy để mình treo trong phòng Tết mà các bạn. Thế các bạn ạ, thì đợt vừa rồi mình thả mình thấy nó khét quá, nó khét lẹt các bạn ạ. Lâu mình không thả ấy. Vừa rồi thả lại thấy nó kêu khét lẹt, thế đâm ra là mình quyết định là mình không bán nữa. Đấy, tức là mình hiện tại mình đang chơi một dàn hòa đàn to, một dàn bò, hai dàn đều 90. Và tới đây sẽ đây em. Tới đây thì mình chắc là phải ra riêng ra Tết. Tết này mình đặt xong ra Tết mình lấy để gọi là mở hàng cho anh chủ sáo ấy. Mình sẽ đặt một dàn hòa còi nữa. Hòa còi, hòa đàn và bò. Đấy, mình sẽ chơi ba bộ đấy. Nhưng mà hòa còi thì mình sẽ đặt tầm D55, D60 để mình chơi. Các cháu không có. Các bạn ở đấy thì mình sẽ chơi ba dàn đấy. Hòa còi, hòa đàn và bò. Sau đó thì mình có kinh tế một chút thì mình sẽ chơi thêm hòa âm nữa. Đấy, như vậy thôi, mình chỉ chơi vậy thôi, không chơi gì nữa. Ok anh em, bây giờ thì các bạn theo chân mình đi sang nhà Hưng để xem cái dàn bò của mình nó đến đâu rồi nhá. Anh em mà hiện tại thì cái bộ sáo của mình nó đến đây rồi các bạn. Trước nhìn trông nó như thế nào thì bây giờ nó phải khả năng là nó không gấp 10, nó cũng phải gấp tầm 8 đến đấy các bạn. 8 lần như trước. Tầm này là soi gương được rồi đấy. Để chúng lại cái này thôi. Còn lên bóng còn cám. Vẫn còn nữa phải không? Còn từ giờ đến Tết là chắc là được rồi. Làm gì hết ngày mai. Hết ngày mai thôi. Ước cẩn thận rồi em. Quánh trồng to lên em. Có dây to anh, quánh dây to mà. Dây to nó màu vàng, hơi hơi vàng. Hơi hơi vàng cũng được. Đây mình cho các bạn xem tạm cái này. Thật ra thì mình chỉ bảo anh là cầm về spa lại để, là có nghĩa là làm bóng thôi. Đây anh đập hết mắt rồi các bạn ạ. Đập hết mắt rồi, cái gì ấy? Đấy, trong món chứ mà. À, vẫn trắng keo, vẫn trắng keo. Nguyên mà. Ừ, được con cái. Làm sao âm chắc vẫn thế nhỉ? Vẫn thế. Gắt hơn phải không? Khả năng chỉnh kỹ hơn. Vâng, chỉnh kỹ hơn, nó gắt hơn. Gắt như thế là đủ rồi đấy. Nhưng mà gắt hơn nữa thì càng tốt. Ở trong là trắng keo các bạn. Đây là cái tầm cũ. Đấy, nhưng mà bên ngoài đòi nói về cái hình thức bây giờ là nó cũng gọi là cái tương đối rồi các bạn ạ. Mấy con kia anh có làm hay là con này không? Bỏ ra bật hết ra đây. Làm lại hết à? Làm lại mấy quả nhỉ? Làm lại mấy quả dưới gốc. Còn lại ngọn ok rồi, ngọn bắn bóng rồi. Vâng, ok em. Đấy, vẫn là cái đai bạc như cũ các bạn ạ. À, sao phải cho em cái đế vào đây nhỉ? Cái đế? Có đế không? Có đế đóng cho em cái đế vào đây nhìn nó đẹp. Đóng đế che đẹp. Ừ, đế che đấy. Nhưng mà đế che thì không đóng được trồng chỉ. Đúng không? Chỉ. Nó thành một cái nấc cao ở đây. Chỉ có đế, anh hiểu không? À? Anh hiểu chỉ có đế không? Xong em cho anh xem ảnh là anh hình dung ra ngay. Nó cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng mà okay. Nó có cái đế ở đây. Đấy, nhìn trông cho nó đẹp. Tầm này là các bạn tạm thời là soi gương được rồi. Anh em xem soi gương được rồi. Nhưng mà chắc là phải nặng hơn nhé. Vẫn thế. Spa xong cái này nặng hơn chứ. Chắc phải tầm 2 nặng nữa. Thêm 2 nặng nữa, 2 cân 7 đây, gọi là vào 3 cân rồi đấy các bạn ạ. Thế là bộ bò này là lúc nào là phải gió đẹp, gió to là mình mới chơi đấy. Còn bình thường là tham vào cây. Bình thường thì ta hồ là không, vầng cây bây giờ thì nó cũng bớt được, bên em nó có nước rồi. Nó cũng đỡ rồi. Bây giờ chuyển sang bò đi vừa. Khả năng là tham quan nhà anh Hưng một tí thế thôi. Bây giờ mình sẽ sang, mình sẽ đưa các bạn sang nhà em trai của anh Hưng. Đấy. Bây giờ ở đây còn mấy quả nữa. Quả này làm cái anh. Ở đây là xong đâu.
Mà đây vẫn chưa xong á. Mới như tạm thời thôi. Sau bắt đầu mình lại ráp đi xong rồi sơn nữa. Đây kỹ đấy. Còn xoa, còn bốn. Bao giờ nó được như quả này? Đại loại là em đặt hết niềm tin của em vào anh làm thế nào làm sao em nhận được cái bộ sáo mình thì nó phải như trong tranh mà. Đây là tất cả những cái con sáo cũ của mình. Khả năng con này không phải làm đâu. Con này và con này. À con này là con thứ tư đúng không? Con thứ tư chứ. Con thứ tư phải không? Ở đây còn một con nữa à? Đây là làm lại tầm 3 con, khoảng 3 con. Lại cái tầm đôi hộp nữa là ok. Ok anh, đây cái gì? Lại mắt sáo à? Mắt sáo. Đấy rồi. Còn đây bằng đầu mình các bạn ạ. Giờ Tết này anh còn nhận việc không? Giờ thì thôi rồi, hôm nay 20 rồi. Nghỉ Tết rồi à? À đây rồi. Máy móc mình thấy sạch sẽ lắm rồi các bạn ạ. Có anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì tôi cứ đặt anh như trước. Xong bắt đầu đến giao riêng mà nhận hàng của anh ấy, xong giả tiền anh đầu năm coi như là mở hàng là được rồi. Mở hàng đấy. Đặt hàng thì anh em cứ đặt gạch trước. Nói chung là đặt ngày trước thì được lấy trước thế thôi. Máy móc đây là rửa sạch sẽ hết rồi. Nhưng mà dạ hết cả mùng mấy này nữa. Mùng 6 đẹp ấy, mùng 6 toàn ngày. Mùng 6 hết hội rồi. Toàn ngày mở hàng, toàn ngày khai trương luôn. Mùng 6 bắt đầu hội. Ok, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi ra bên kia để chiêm ngưỡng cái dàn còi trăm. Dàn này mới sơn. Dàn này em vừa quay cho em xem đúng không? Đây, dàn này mới sơn. Đấy. Đây các bạn ạ. À, anh Hiền thì là em trai. Em trai của anh Hưng. Chào các bạn nhé. Anh Hiền này anh chuyên làm sáo cưa. Anh bảo sang năm nay hình như anh làm chuyên cưa phải không? Đúng rồi, trước là anh làm phun dầu âm nhưng mà sang năm tới là chuyển về. Anh em chơi sáo mà mua sáo của anh Hiền thì đừng để cho dân làng người ta biết là anh ở chỗ nào nhá. Không là người ta sau là anh em không có cơ hội mua lần hai đâu. Người ta tìm tận gốc cái bộ sáo của các bạn đấy. À, trên tay mình đây là một cái dàn còi 100 ấy. Đây 100. Đây là còi đến 100. Con này của em cõng vừa đấy. Hai cân không? Cân 6. Ui thế nhỉ, à bùng bềnh của em nó cõng tận 2 cân 7 mà. Một dàn còi. Còi này chắc nó phải ngang tàu. Cái loại còi container ấy. Nó trầm ghê lắm. Này cầm siêu chắc luôn. Cái cọc anh đóng cố định luôn à? Cố định. Đấy. Đến quả cọc này cũng của Nam Giang luôn. Dàn này của khách hay là của ai? Dàn này là anh làm để thả. À làm để thả ấy. Cho nên là mình làm hình thức nó bình thường, mu thấp cho nó nhẹ. À vâng. Nhưng em thích cho em bảo cái cánh em thích những cái mu thấp như này, không nhất thiết phải cao. Cao quá nó nặng. Đây ví dụ như cao như thế này là nó thêm mấy lạng nữa này. Đây là hòa còi đúng không? Đây một dàn hòa còi. Đây là chắc là chuông. 2 4 6 8 9 quả chuông. Đây nó mới gọi là chuông các bạn ạ. Nó không như cái dàn hòa chuông hôm nọ mình quay. Hòa âm nhưng mà nó lại ra cái âm ra chuông nhà thờ. Mình hôm đến cũng đau hết cả đầu các bạn. Khó giải thích à. Đây là anh đang đợi nó khô xong lại ráp đi không lại sơn đúng không? Đúng rồi. Ôi, thế còn nhiều công đoạn lắm các bạn ạ. Bây giờ mình sờ đây. Mình hơi sờ nhẹ nhẹ tí mình thấy nó vẫn còn đang dính này. Đấy. Như con này là có con này mình theo dõi anh Hiền thì cũng khá là lâu rồi. Anh làm tất cả các thể loại sáo, kiểu như là từ gọi là những cái dòng âm nét đến những cái hình thức nét, rồi những cái loại sáo cọc, có nghĩa là từ rẻ đến đắt anh đều làm các bạn ạ. Đấy chứ không phải làm chuyên một cái loại đắt. Đây là một đống của người anh đang dọn ăn Tết à? Đang dọn nhà đây, ông đang hoàn thiện cho cái trần này. À, Tết. Như anh nghỉ Tết chưa? Anh 27. 27 mới nghỉ Tết, em cũng thế. Anh Hương anh nghỉ Tết rồi đấy. Anh bảo giờ anh không nhận đơn nữa rồi đấy. À, anh thì cũng ngừng nhận đơn từ giữa tháng rồi. Như cái giặt này của anh để chơi ấy. Nhưng mà nếu mà để sở hữu được cái dàn này thì khả năng là nó rơi vào tầm giá bao nhiêu? Khoảng gần 3 triệu. Gần 3 triệu cho một dàn còi D100 như thế này các bạn ạ. Đấy. Mà ví dụ như là em là người khách mà lấy cái dàn này chẳng hạn mà em yêu cầu nó bóng thêm một hai lớp nữa có được không? Được, có nghĩa là mà giá nó vẫn thế thì. Đây là mình làm để chơi thì cứ gọi là nó có sáo thôi. Vâng, chứ còn khách lấy thì là hình thức nó sẽ khác. Đúng rồi, phải không anh? Sẽ làm cho nó ngon hơn. À. Có nghĩa là anh ấy lại ngược lại với lại anh Hưng. Anh Hưng anh làm để chơi, anh chơi bò nó còn để vành thủy nguyên cơ. Nhưng đây ngược lại anh chỉ cần cái âm thôi. Anh ấy không cần cái hình thức. Nếu mà thêm hình thức nữa chắc khả năng là phải nặng hơn. Chắc chắn là sẽ nếu nặng mà hơn. Làm nó nét hơn thì phải bả thêm ống rồi cho nó mượt hơn thì nó phải lên tầm ngoài 2 cân. Cái quả cái này cuốn này đóng đế này siêu chắc luôn các bạn, nó bao tụt. Đế như này thì bao tụt. Đấy, khả năng xong bây giờ đi. Anh giao hết sáo rồi chứ? Em thấy anh nhiều sáo lắm mà. Đúng rồi, nãy vừa gửi đi thùng sáo đi Thái Nguyên. Cắm đi thôi. Ôi, gửi cả thùng luôn á. Cho một người. Một người. Một người người ta nhập này. Đúng rồi, anh em đặt hàng buôn ấy toàn từ 10 dàn cho đến 50 dàn một. À,
Có nghĩa anh làm cả sáo buôn các bạn ạ. À, anh em nào có nhu cầu mà mở shop diều sáo mà bán sáo diều các kiểu ấy thì liên hệ anh Hiền, anh làm sáo buôn. Đấy, cả làm có nghĩa là người ta gọi bán buôn bán lẻ, xỉ lẻ. Xỉ lẻ có hết. Đấy. Đây là chuông này, chắc là chuông nhà thờ. Đây là chuông nhà thờ nhưng mà hàng học sinh thôi, cái loại rẻ tiền. Hàng vài trăm. Đấy, chỉ có vài trăm nghìn thôi, có thằng chuông để chơi đấy, các bạn ạ. Bộ đấy D52 bán có 500 nghìn, còn nếu mà hàng ghép mà nó cũng số đề và số quả như này thì nó sẽ từ 1 triệu đổ lên. À vâng. Có nghĩa là hình thức nó nét hơn, giá người lớn không phải giá học sinh. Nên là chỉ mây, chỉ miếc thì nó sẽ rơi vào tầm 1.6 triệu. Mây bích gỗ hoặc là hàng nó hơn chỉ công tranh thì sẽ hơn 2 triệu thì nó hơn với cái hình thức thôi, âm thì nó tương tự như vậy. Vâng, vâng. Đúng, đúng rồi. Đấy nó gọi hàng kỹ, hàng nét đấy các bạn ạ. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi test âm cái dàn này. Anh em ơi, mình vừa ra khỏi cửa đâm, bây giờ mình sẽ kiếm một cái đoạn đường nó khá khá đẹp để mình test âm cho các bạn nhé. Bây giờ thì đa số là mình đang ở trong làng, ra ngoài đường thì dân nó cũng đông lắm, thế cho nên là mình nghĩ là không đủ 2 phút cho các bạn nghe âm đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng để test cho các bạn nghe. Cái dàn này nghe thì nó cũng ấm mà. Ok anh em nhé, là đi ra đường cùng với mình. Đoạn đường này là đoạn đường gì đây? Anh em đợi mình tí để mình dán vào đây mình test cho các bạn nhé. Vào đây đông dân lắm, mình test từ lấy giờ cả lăng tí ăn viên gạch vào đầu. Ok anh em ơi, và hiện tại bây giờ là mình đang có mặt ở một cái bờ đê nhé các bạn nhé. Mắc loa vào đeo tai nghe lại các bạn ơi. Mình chơi ngoài nhiều nhưng mình thích nhất là chơi ngoài của anh Hưng và anh Hiền. Nhưng mà nó khét thật sự các bạn ạ. Chạy như thế anh em. Đây là một thằng em đam mê diều. Đi chở ga phục vụ đam mê đấy. Anh em mua khí bóng cười liên hệ bố Yên nhá. Anh đi lấy sáo về. Ngoài 100 ấy. Chẳng kêu. Cấm vàng nghĩa hòa. Nghĩa hòa là bây giờ em đi lên cái trang bia. Đi rẽ vào cái đường là khoát đấy. Rẽ vào cái đường là khoát đấy. Lên cây trang bia rẽ trái luôn. Xong rồi có rẽ phải nữa. Cây trang bia trên cây trang mới ấy. Rẽ trái luôn, cho bắt đầu lại rẽ phải luôn, là vào. Đấy, nó đấy. Không rẽ vào cái đường đấy một đoạn nữa là có cái đường rẽ phải.
là vì thực tế ra là các bạn cũng được nghe chứ không phải một mình nghe đúng không? Nó khét như thế nào thì anh em tự cảm nhận. Mình cảm thấy nó khét vãi đạn thôi. Trong cái tầm giá anh Hiền anh ấy bảo là đầu ba đấy, nó phải ở đầu ba thì cũng đúng rồi, tại vì nó D100 cơ mà. Đấy, bảo hành âm các kiểu nữa. Và cái hình thức nó không như thế này. Nếu mà các bạn đặt thì nó sẽ có hình thức là chỉ mây, chỉ nọ, chỉ kia. Nó tùy anh em đặt. Đấy, ok các bạn, thì chủ yếu trong cái video ngày hôm nay mình muốn gọi là đưa các bạn đi chơi, đi chiêm ngưỡng nhà anh nghệ nhân. Đấy, và cầm cái thần còi là về để sắp tới mình sẽ thả con 6m. Mai nếu mà gió to thì mình sẽ chiến con 6m các bạn ạ. Đấy, ok anh em, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ nhá. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Anh em cảm thấy video mình hay, nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Bye bye. Bye bye nghệ nhân.